Đặt cái bản tin nhanh 24/7. Lộ ảnh nóng xác thực nhất của kẻ nổi loạn được chờ đợi nhất trong năm, Yamaha Vazer 220/2007. Bắt đầu từ giữa tháng 5 vừa qua, những chiếc Yamaha Vazer 220/2007 thử nghiệm đã liên tục chạy thử trên đường phố Ấn Độ. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp lén của mẫu xe này đều không được rõ lắm. Và đến nay, hình ảnh rõ nhất của mẫu Vazer 220/2007 đã được xuất hiện. Qua hình ảnh này, ta có thể thấy Vazer 220/2007 được trang bị cái dàn quay là hoàn toàn mới. Trong khi đó, toàn bộ những phần còn lại của mẫu xe này đều giống như mẫu Nikkei FZ25 đã ra mắt hồi tháng 1 năm nay. Tương tự như FZ25, Vazer 250/2007 được trang bị cụm đèn pha đơn dạng LED. Điều này có thể hoàn toàn khác với mẫu đời cũ được phát triển dựa trên chiếc FZ2.0 vốn sử dụng đèn pha đồi. Dàn quay trên chiếc Vazer 250 không kín hoàn toàn mà lộ ra cái phần động cơ ngoài. Thiết kế bộ quay này giúp cho mẫu xe này trở thành sự lựa chọn phù hợp cho việc chạy đường trường. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị thêm kính chắn gió và tay lái cao với cụm đồng hồ LED. Tin đồn cũng đã khẳng định Vazer 250/2007 được trang bị phuộc ống lồng là 41mm tiêu chuẩn ở phía trước với hành trình 130mm. Đằng sau là giảm sóc đơn tùy chỉnh theo tải với hành trình 120mm. Trong khi đó, lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa trước có đường kính là 282mm đi kèm cái phanh 2bis do Bis sản xuất. Ở phía sau, phanh đĩa có đường kính là 220mm với kẹp phanh một piston do Nissin sản xuất. Chưa rõ Vazer 220/2007 có được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay không. Dự đoán mẫu xe này sử dụng chung động cơ với SS25. Đây là động cơ xăng đơn SOC làm mát bằng không khí với dung tích là 249cc. Động cơ dùng hệ thống phun nhiên liệu sẽ đồng hành cùng với hộp số 5 cấp và tạo ra công suất lên tới là 20,9 mã lực. Tại vòng tua là 8.000 vòng phút, moment xoắn cực đại là 20Nm, tại vòng tua là 6.000 vòng phút. So với FZ25, Vazer 210 dự đoán sẽ nặng hơn đáng kể vì có thêm cái bộ quay và tay lái mới. Trong khi đó, trọng lượng của mẫu FZ25 chỉ dừng ở con số 148kg. Hiện chưa có những thông tin về thời điểm ra mắt giá bán của mẫu Vazer 250/2007 tại thị trường Ấn Độ. Và rất có thể mẫu xe này có sẽ có giá cao hơn tới 10% so với cái mẫu của FZ25 có giá là 1.200 rupees, tương ứng là 43,2 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp. Nhớ like, share và subscribe.